việc nối dây lại thôi. Cái này mình làm khá là lâu các bạn ạ. Mình sửa đi sửa lại do nó hơi mất 2 ngày. Mất 2 ngày chứ các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem hiện trường. Đây. Mình sẽ quấn dây vào các bạn nhé, rồi chiều mình sẽ đi xả. Sắp đến chiều rồi, trời đang gió đẹp, nắng đẹp lắm. Gió đẹp thôi chứ nắng không đẹp. Không trời được. Ấm u. Trời mát, đẹp. Rồi, đây. Bây giờ mình sẽ quấn vào nhé các bạn nhé. Vừa nãy thì mình đã quấn được một đoạn rồi. Bây giờ mình sẽ quấn tiếp. Đấy, thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn. Các bạn ơi, bây giờ thì mình đã mang lên sân bóng rồi các bạn nhé. Đấy, Gu Sơn nó đang cầm cái guồng quay kìa các bạn. Đó. Đây là cái dây mình sẽ để sẵn ở kia, thì mình buộc con diều vào. Sau bắt đầu mình buộc vào cái gốc cái cầu côn kia cho nó chắc. Đấy. Khá là dài các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cột cái con diều vào nhé các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ buộc nó lại các bạn. Lên cao nha các bạn, rất là cao. Rồi đã có gió rồi. Con kia là diều con nha các bạn nhá. Rất nhiều con luôn. Hôm nay như thế là rất là thành công rồi các bạn. Tí gì nó ăn thịt con diều con kia. Thôi, mình bây giờ mình quấn dây về thôi. Chào tất cả các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like, subscribe và đăng ký kênh, chia sẻ các kiểu với các bạn nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. Bye bye.